Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wazuwe Anime. Như video Konosuba lần trước chúng tớ làm, tớ đã nói Konosuba là bộ isekai mà tớ rất thích. Trong đó tớ đặc biệt dành sự yêu thích của mình cho nhân vật Aqua, con mắm vô dụng. Hay văn vở một chút thì Aqua, nữ thần nước, là một trong những nhân vật chính của Konosuba, đồng đội của Kazuma Satou trong công cuộc đánh bại quỷ vương. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 10 sự thật mà có thể các cậu chưa biết về Aqua. Giờ thì cùng vào với video ngay thôi nào, let's go! 10. Công việc của Aqua. Trước khi bị Kazuma kéo đến thế giới ảo tưởng, Aqua là một nữ thần được tôn sùng bởi hội giáo Axis. Nhiệm vụ của cô là dẫn dắt mọi người đến thế giới bên kia. Cô sẽ đưa ra cho người đã mất hai sự lựa chọn, một là đến thế giới ảo tưởng để làm anh hùng, hai là đi đầu thai. Thế nhưng Aqua lại là một nữ thần lười biếng, thay vì thực sự dành thời gian cho công việc của mình, chỉ khi nào cô có hứng thì cô mới chịu thò mặt đi làm. Còn không thì đa số thời gian, Aqua nằm lì ở trên thiên đường, đọc manga với ăn vặt rồi để đàn em của mình là Eris đi làm không công hộ. Thậm chí, ngay cả lúc đi làm, cô còn chả thèm giữ thể diện của một vị thần, cứ ngồi đó và ăn bim bim như ở nhà. Đen đủi thế nào, đúng hôm được hứng đi làm thì gặp đúng Kazuma, bị cậu kéo đi làm đồng đội, thế là mất luôn cuộc sống sướng như tiên ở trên thiên đường. Sau khi đến thế giới ảo tưởng cùng Kazuma, Aqua cùng Kazuma đi làm mạo hiểm giả. Trong nhóm, Aqua có vai trò là một Archfriest lão luyện với kỹ năng vượt xa trình độ của một người nghiệp dư. Phải nói là về khoản năng lực, Aqua không thua bố con thằng nào hết. Thế nhưng trí thông minh và độ may mắn đúng là con số âm. Vậy nên là dù có sức mạnh, Kazuma vẫn đánh giá Aqua là vô dụng vì cô lúc nào cũng đem lại rắc rối đến cho cậu. Ví dụ như đi chơi cờ bạc xong nợ nần, kết cục là quay ra nhờ Kazuma trả tiền hộ. Cứ gặp khó khăn gì, câu cửa miệng của Aqua sẽ là Kazuma-sama. 9. Nhan sắc của Aqua. Nghe hai chữ nữ thần là biết Aqua xinh gái rồi, thậm chí cô còn được đánh giá là một trong số những nhân vật nữ đẹp nhất trong series Konosuba. Theo như Kazuma đánh giá qua lần đầu tiên gặp mặt thì Aqua có một vẻ đẹp không giống với một người bình thường, hay còn gọi là đẹp đến hiếm thấy. Cơ mà khổ nỗi, cô có nhan sắc mà chẳng thấy sử dụng mấy, mặt thì rõ đẹp nhưng toàn thấy khóc lóc mếu máo. Dần rồi Kazuma đã bị chai mòn trên nhan sắc của Aqua mà không ngần ngại giơ tay đánh cô mỗi lần bị cô làm phiền. Khổ thân Aqua, xinh đẹp nhưng lại bị xuất hiện trong một bộ anime tấu hài. 8. Tính cách của cô. Aqua được cho là nhân vật có tính cách vô tư và vui vẻ, nhưng mà vui thôi đừng vui quá. Kiểu vui đùa của Aqua dẫn đến việc cô thường xuyên hành động mà chả thèm suy nghĩ đến hậu quả. Có bao nhiêu tiền là chơi hết cho bằng được, dẫn đến việc cô thường xuyên tự đưa mình vào những rắc rối không đáng có. Mà không dừng ở việc tự dẫn bản thân vào tình huống khó khăn, thi thoảng Aqua còn làm liên lụy ra cả đồng đội. Vậy nên Kazuma coi Aqua là người kém thông minh nhất trong cả nhóm. Cứ có chuyện nào vô lý xảy ra, mọi người sẽ nhìn sang Aqua đầu tiên. Theo thời gian thì Aqua không còn là nữ thần nước nữa, mà là nữ thần của sự rắc rối. 7. Aqua không thể nói dối. Dù là nữ thần gì đăng trăng nữa, thì Aqua cũng vẫn giữ được một đức tính rất đẹp, đó là không thể nói dối. Mà đây là một con dao hai lưỡi, dần dần có câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Mà vì không thể nói dối, nên Aqua thường xuyên đào hố cho đồng đội. Ừ thì xét về phương diện đạo đức, việc Aqua không nói dối là một việc tốt với vai trò là một nữ thần. Thi thoảng đồng đội cũng moi được chút thông tin từ cô. Nếu Aqua cố tình nói dối thì chỉ cần nhéo má là cô sẽ tự phun ra sự thật. Vì vậy, Aqua là thành viên trung thực nhất trong nhóm, hoàn toàn trái ngược với Kazuma. 6. Aqua không ngốc như mọi người tưởng. Tớ biết là đầu video tớ có nói là chỉ số thông minh của Aqua là con số âm. Trong phim thi thoảng Aqua cũng hành động hơi ngốc thật, nhưng thực ra Aqua được cho là thông minh nhất nhì trong cả nhóm. Mặc dù theo Kazuma, danh hiệu đó thuộc về Megumin. Aqua sở hữu kiến thức đáng kinh ngạc và có con mắt tinh tường. Tuy nhiên, cô ấy rất tệ trong việc phân tích tình huống và sử dụng các kỹ năng của mình trong các trường hợp khó khăn. Mặc dù có các kỹ năng để đối phó với hầu hết các vấn đề, nhưng cứ hoảng loạn một cái là Aqua chỉ biết gào lên khóc và dùng kỹ năng lung tung. Giống như kiểu Doraemon vậy, cứ mất bình tĩnh là ném bảo bối tứ tung. Suy cho cùng, Aqua cũng là một nữ thần. Cô có đầy đủ kiến thức cũng như là óc quan sát, cơ mà lại dễ hoảng loạn và không phân tích được tình huống. Vậy nên là cô mới thường bị cho là vô dụng. 5. Aqua rất hèn nhát. Aqua có thể là nữ thần, nhưng cô ấy cũng có nỗi sợ hãi của mình. Điều này cho thấy rằng, ngay cả các vị thần cũng có điểm yếu. Khi được chuyển đến thế giới ảo tưởng, Aqua đã bị ám ảnh sau khi phải đối mặt với những con cóc khổng lồ và những con cá sấu. Rõ là mạnh, nhưng cô lại sợ mấy con vật đó. Dần rồi, thay vì đối đầu với quái vật, cô thường tìm cách trốn và đổ lại trách nhiệm cho đồng đội, hoặc chỉ biết đứng bùn rùn chân tay khi nhìn thấy mấy con ếch. 4. Aqua ghét xác sống. Là một nữ thần, Aqua ghét sự tồn tại của xác sống và ma quỷ. Vì vậy, khi chạm trán với một trong số họ ở thế giới ảo tưởng, cô phản ứng rất mạnh mẽ và chỉ muốn làm đủ mọi cách để tiêu diệt họ.
Chỉ những lúc như này, Aqua mới thực sự bộc lộ quyền lực cũng như sức mạnh của mình. Trong phim, nhân vật Whis từng là tay sai của Ma Vương và là một xác sống, vậy nên cứ thấy Whis là Aqua nóng máu lên, đòi lao vào thanh tẩy ngay. Dù Whis là một người tốt và là đồng minh của nhóm Kazuma, dần rồi cô cũng phải chấp nhận lòng tốt của Whis mà làm hòa với nhân vật này. 3. Aqua có lượng mana rất lớn. Sức mạnh của Aqua bắt nguồn trực tiếp từ Hội giáo Asis, một nhóm người cuồng tín, dành hết tình yêu và sự tận tâm để tôn thờ Aqua. Vậy nên, Aqua được ban phước cho một nguồn mana đặc biệt khổng lồ. Cô hiếm khi bị cạn năng lượng, trong khi các thành viên khác trong nhóm, chẳng hạn như Megumin, lại cạn kiệt năng lượng chỉ sau một chiêu thức. Nhưng cũng vì chiêu thức của Megumin gây sát thương mạnh hơn các chiêu của Aqua, vậy nên Aqua như cây rút mana miễn phí, cô đã phải chia mana của mình cho Megumin thông qua Drain Touch của Kazuma. Mặc dù việc truyền năng lượng qua Drain Touch được cho là có liên kết với Quỷ Vương và bị tính là phạm pháp, thế nhưng cũng nhờ Aqua có nguồn mana dồi dào đã giúp đồng đội trong nhiều tình huống khó khăn. 2. Aqua hack game. Như các cậu đã biết, nếu là Isekai thì kiểu gì cũng có một nhân vật hack game. Và nhân vật ở đây chúng ta đang nhắc đến không phải Kazuma mà là Aqua. Vì cô là một thực thể thần thánh, vậy nên tất cả các chỉ số của Aqua đều được đặt ở mức tối đa ngay từ đầu của hành trình. Mà Aqua có vẻ tự hào về điều này lắm, nên đã khoe khoang với Kazuma, làm cậu ta nghĩ rằng nếu có cô đi bảo vệ thì sẽ có ích hơn việc chọn vật phẩm hack game. Tuy là Aqua có rất nhiều điểm kỹ năng và phép thuật, thế nhưng chỉ số thông minh và may mắn của cô thì chả cải thiện được tí nào, vậy nên là khổ thân Kazuma. Lồng trong fan fact này, nếu cậu nào xem Overlord và Isekai Quartet thì hẳn cũng biết Aqua có khả năng đánh bại được Izogun. Để mà phân tích thì Aqua có chiêu thức thanh tẩy là một chiêu thức khắc tinh của xác sống như Izogun. Chưa kể chiêu thức thanh tẩy của cô còn ở mức độ của thần thánh, vậy nên là khi solo với Aqua, Izogun đã phải toát mồ hôi hột vì bà nữ thần này. 1. Ý nghĩa về cái tên của Aqua. Cũng giống như các nhân vật khác trong phim, tên của Aqua cũng có một ý nghĩa riêng của nó. Trong tiếng Latin, Aqua được dịch ra là nước, tất nhiên vì Aqua là nữ thần của nước, vậy nên đặt tên như vậy là đúng rồi. Ngoài ra nếu các cậu không biết, thì phụ kiện tóc của Aqua là được thiết kế giống như một phân tử nước, và Aqua chiếm 70-80% cơ thể con người đấy, vậy nên là các cậu hãy yêu thương Aqua đi, đừng gọi cô ấy là con mắm vô dụng nữa, mặc dù thi thoảng cô ấy vô dụng thật. Tóm lại thì mặc dù là một anime thuộc thể loại hài hước, tác giả cũng đã để ý và chăm chút những chi tiết nhỏ của nhân vật. Điều này đã tạo nên một sự độc đáo riêng của Aqua cũng như Konosuba. Và đó là 10 sự thật thú vị về Aqua. Các cậu còn biết sự thật thú vị nào về cô gái này nữa không? Hãy để lại bình luận phía dưới những điều mà các cậu biết về Aqua, cũng như việc các cậu có muốn chúng tớ tiếp tục làm về Konosuba hay không. Like, share và để lại một subscribe cho Way to Way Anime để chờ đón những video mới nhất từ chúng tớ. Tham gia cộng đồng cũng như fanpage để giao lưu cùng chúng tớ nữa nha. Còn giờ thì hẹn gặp lại các cậu trong những video lần sau. Way to Way out.